Ngay từ sớm, các vận động viên cùng người thân đã có mặt tại bể bơi Suối Xanh, khu 5, phường Quang Trung, địa điểm tổ chức giải bơi để khởi động sẵn sàng bước vào thi đấu. Khi các vận động viên nhí bắt đầu vào đường đua xanh, cũng là lúc các phụ huynh vỗ tay hò reo không ngớt, khích lệ con em mình. Cái giải này rất tuyệt vời, rất là phù hợp với các cháu cuối cái hè này để tạo cho cái thành phố có một phong trào rèn luyện và cái kỹ năng bơi cho tất cả các cháu từ thiếu niên học sinh. Năm nay là năm đầu tiên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố phối hợp tổ chức giải bơi dành cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Tại giải, các vận động viên thi đấu theo hình thức bơi tự do, được chia làm hai nhóm tuổi, thi đấu ở hai cự ly. Cụ thể ở nhóm 6 đến 11 tuổi, các em thi đấu ở cự ly 30m đối với nam và 20m đối với nữ. Nhóm từ 12 đến 15 tuổi, nam thi đấu ở cự ly 60m và nữ thi đấu ở cự ly 30m. Em học bơi được 1 năm rồi ạ. Em rất vui khi được tham gia cuộc thi này. Nếu như năm sau còn tổ chức nữa thì em sẽ đăng ký tham gia. Để chuẩn bị tổ chức giải bơi, trước đó thành phố đã chỉ đạo các xã phường mở lớp dạy bơi miễn phí cho các em trên địa bàn. Cùng với đó, nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục kỹ năng bơi lội cũng được tăng cường tổ chức, như tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở, lập fanpage chương trình dạy bơi an toàn cho học sinh, sưu tầm các video clip dạy bơi, phòng chống tai nạn đuối nước để phổ biến đến người dân, thanh thiếu nhi. Đoàn Thanh niên thành phố tổ chức các chuyên đề sinh hoạt hè về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em tại các điểm sinh hoạt hè. Năm nay phường đã mở được 6 lớp bơi, nhặt những cái vận động viên mà phường đã đào tạo ở trong bể bơi. Phường cũng sẽ tiếp tục đào huấn luyện các cháu có những buổi bơi dài hơi hơn và có những cái động tác và kỹ thuật bơi tốt hơn. Hiện trên địa bàn thành phố có 20 bể bơi, trong đó có 4 bể bơi thông minh đặt tại các trường tiểu học. Thành phố cũng đã huy động trên 30 cộng tác viên thể thao cùng với lực lượng giáo viên thể dục của các trường trên địa bàn tham gia hướng dẫn dạy bơi cơ bản. Từ đầu hè đến nay, thành phố đã tổ chức được 53 lớp học bơi cho trên 800 em học sinh, trong đó các xã phường đã tổ chức 13 lớp bơi miễn phí cho 260 em có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố đề ra một chỉ tiêu, phấn đấu các cháu thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 6 tuổi trở lên tham gia các lớp bồi dưỡng về phòng chống tai nạn đuối nước. Và đến nay theo đánh giá thì có hàng nghìn thanh thiếu niên nhi đồng trong độ tuổi này đã được học các kỹ năng về bơi lội và phòng chống đuối nước. Ngày hôm nay thành phố tổ chức giải bơi lội để qua đó thẩm định được công tác chỉ đạo, sự vào cuộc hưởng ứng của các bậc phụ huynh và đặc biệt là các cháu thiếu niên nhi đồng của thành phố Uông Bí đối với chủ trương này. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao các giải cá nhân và tập thể ở từng nội dung thi đấu theo lứa tuổi. Giải nhất toàn đoàn được trao cho phường Phương Nam, giải nhì thuộc về phường Vàng Danh và giải ba thuộc về phường Quang Trung. Ngoài ra, ban tổ chức cũng khen thưởng hai vận động viên trẻ xuất sắc đến từ phường Vàng Danh và Quang Trung. Là mùa giải đầu tiên được tổ chức, giải bơi thanh thiếu nhi thành phố Uông Bí năm 2018 đã thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo vận động viên tham gia với chất lượng chuyên môn cao. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường công tác dạy học bơi trong thanh thiếu nhi, học sinh, góp phần phòng chống tai nạn đuối nước, hướng đến mục tiêu 100% trẻ em thành phố từ 6 tuổi trở lên biết bơi. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tăng cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị và vận động viên tham gia giải, qua đó phát hiện đào tạo bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển sâu rộng phong trào bơi lội tại địa phương.